Hello, Vũ Thơm TV xin chào tất cả mọi người. Có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Bữa nay Vũ Thơm TV lại đến chùa Chén Kiểu. Quay cho mọi người xem thì chùa Chén Kiểu rất đẹp luôn. Chùa Chén Kiểu tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nha mọi người. Bạn ra xuống đây gần phòng thông TV bạn mà đã watch salon. Nem sợi sắc không cầm bông men chơi salon mà sợi sắc không cầm bông men chơi salon mà nhưng mình chăng video này chuôn bằng bọn mình dây ta lên mình đã sang cùng Facebook test sana what salon nó sát nó dây ta hay còn chứ cái mình chơi dây ta tạm nhưng bài test sana tặng ở khnề bạn show mình chơi show ở khun bạn show mình chơi show ở khun tặng ở khnề bạn Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại đến chùa Sà Lôn thuộc ấp Đại Ân, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Quay chùa Sà Lôn cho mọi người xem. Nằm trên con đường quốc lộ luôn. Hướng đây là hướng Bạc Liêu. Lưu rồi về Sóc Trăng luôn. Hôm nay thứ bảy là khách du lịch không luôn. Số đây bằng phone cái máy nó lên bình đa sản phẩm YouTube mình hay Facebook ngày nay cầm phòng thông TV bàn một đòn quạt sợi sạc không men chi sờ lông mò cũng không hay tục chuột nữa bằng bốn mẹ mình dây tao lên bắt đầu dùng tiền được không chắc sẵn ạt nó dây ta quạt sẽ lộn sắp đây chan mà chan chan cái bạch thế này bật rồi sập không rồi sập không dây sờ lâu rồi đây nó bia chua à cái gì ta rồi chị ta cho rêu kia what is the long một chung mưa đó là to lập nét
Hãy subscribe.